danh là Cao Nguyên Trắng, Bắc Hà quanh năm bao phủ bởi sắc trắng của hoa và mây trời. Nơi đây hiện hữu những chứng nhân về một thời đầy mê hoặc và bí ẩn. Nơi từng được xem là ngôi nhà quyền lực nhất ở vùng Tây Bắc. Dinh thự Hoàng A Tưởng được biết đến như một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ ở đầu thế kỷ 20. Sau 100 năm đến nay vẫn còn được lưu giữ khá nguyên vẹn. Với kiến trúc cổ kính tại đây, các bạn có thể sở hữu những khung hình hoài cổ, tự sự nhưng không kém phần lãng mạn. Khu dinh thự Hoàng A Tưởng được bố trí như một không gian văn hóa thu nhỏ của người dân địa phương. Chọn cho mình một bộ trang phục truyền thống của những cô gái vùng cao sẽ cho bạn khung hình vô cùng đặc sắc. Sự thay đổi đến chóng mặt của cuộc sống hiện đại, không gian này vẫn bình thản với những giá trị chân sơ, mộc mạc của riêng mình. Và chắc chắn đây sẽ là điểm đến lý tưởng cho những trải nghiệm mới lạ của chúng ta. Khu dinh thự Hoàng A Tưởng nằm giữa trung tâm thị trấn Bắc Hà, cách thành phố Lào Cai 66,9 km, thuận lợi khi di chuyển bằng xe ô tô. Nơi đây mở cửa đón khách vào tất cả các ngày trong tuần. Các bạn nên đi vào cuối tuần để kết hợp trải nghiệm không gian chợ phiên đầy sắc màu của người dân địa phương nữa nhé.